Em chơi chơi hỏi em một câu là tại sao người ta lại xếp trong cái thú chơi tao nhã người xưa người ta lại xếp là cây, đá, cá, kim. Cây là xếp trước là thế nào? Kỳ viên đấy. Các anh vừa đi xung quanh, anh ngắm cây, anh nói chuyện một tí để cho em quay khoảnh khắc này được không ạ? Anh Tuấn dẫn em giới thiệu đi ạ. Anh hỏi em cái đó. Vâng. À, tiếp tục với ông Sai đi vào trong này để chia sẻ với quý vị các bạn cách trưng bày của các nhà vườn mang độc lập đến, mang một số tác phẩm đến đây đang được trưng bày như thế nào. À, tiếp tục vào đây, ông Sai thấy khu vực của ban tổ chức. Ban tổ chức này cây hoành tráng quá. Những cái lẵng hoa rất đẹp, những cây bonsai nhỏ ở trước cửa. Rất là tuyệt vời. Thì ngay cổng vào có một tác phẩm ngũ thường của anh Đặng Tất Thắng. Đây quý vị này. Một tác phẩm tiêu biểu đang bày ở ngay cổng vào. Anh Đặng Tất Thắng viện. Và tiếp tục là cây phụ tử liên chi của anh Nguyễn Hoàng Anh, một cây trụ cổ ngày trước của anh Mạnh Nhà Cổ, anh Mạnh Nhà Gỗ để lại. Ở đây mọi người đang chụp ảnh kỷ niệm, và Sai ra đây để quay một cái khoảnh khắc này cho mọi người chiêm ngưỡng. Ban tổ chức và các lãnh đạo ra tham quan và chia sẻ với mọi người. Đang bày đẹp quá. Ok. Viên Sai đang nói dở đến cây trực cổ. Em thời gọi ra để quay khoảnh khắc ban lãnh đạo và ban tổ chức. Đây quý vị ngắm xem tác phẩm giờ nó khác nhiều không? Về với Hoàng Anh nó như thế nào. Ở đây có là một cái video sai cũng muốn được ngắm lại. Video sai thấy thân nó to ra quý vị ạ. Nhưng mà đồ già thì lại càng già hơn. Nên là càng già hơn quý vị ạ. Đấy. Ở bên cạnh đây video sai thấy anh Tuấn Thầy Chùa. Em chào anh Tuấn Thầy Chùa ạ. Vâng. Em chào anh. Chúc anh mạnh khỏe nhá. Rồi chào em. Bên ban quản lý về về anh gì nhỉ? Em lại quên. Anh về tôn giáo, về Phật giáo. Tôn giáo Trung ương. Dạ vâng ạ. Và cái này của anh Tuấn Thầy Chùa. Cái này của em cũng nổi tiếng với cả như này. Bất kỳ cầu thủ ngoại con cái sống khiêm nhường hạ mình. Đấy cụ Lê Quang Can đặt cái tên cây này. Tại sao? Anh em chơi chơi hỏi em một câu là tại sao người ta lại xếp trong cái thú chơi tao nhã người xưa người ta lại xếp là cây, đá, cá, kim. Cây là xếp trước là thế nào? Vâng. Kỳ viên đấy. Các anh vừa đi xung quanh, anh ngắm cây, anh nói chuyện một tí để cho em quay khoảnh khắc này được không ạ? Anh Tuấn dẫn em giới thiệu đi ạ. Anh hỏi em cái đó. Vâng. Anh chia sẻ vút được không ạ? Anh vừa hỏi nói là tại sao là cây trong cái thú chơi tao nhã của người xưa đấy. Vâng. Thì các cụ xếp có nhiều cái quy chuẩn khác nhau. Dạ vâng ạ. Nhưng các cụ xếp bốn cái thú chơi theo thứ tự. Vâng. Cây. Vâng. Đá, cá, kim. Vâng. Cây được xếp trước. Đá xếp sau. Vâng. Cá và kim xếp sau cùng. Dạ vâng. Tuấn nó nói rồi. Bản thân cái cây nó có linh hồn. Dạ. Cho nên các cụ vẫn hay dạy là cây thần mộc, đá thạch linh. Cây nó như thần, người chăm yêu quý nó, trau chuốt nó thì nó đẹp. Dạ. Người chăm bỏ bê nó thì nó xấu. Vâng. Từ cái cây ở trước kia. Vâng. Ý thế cho cây đưa về với gia đình vẫn nói cây mà không may nó có cái cành bị ốm bị sâu bị cái gì đó thì trong gia tộc trong gia đình có cái người đó, thì nó có cái mối tương tác và quan hệ với con người và chính vì thế nên người ta mới nói là cây thần mộc. Nhưng cây thần mộc nó không dừng lại ở cái chỗ là thần nó hỗ trợ cho một gia đình và cây thần mộc nó còn hỗ trợ cho cả một quốc gia và cho nên ông Trần Nhân Tông ngày xưa khi ra yên tử cụ tu cũng cái nói vui một câu là
tu để làm sao mỗi cây trở thành thần mộc, dạ. mỗi hòn đá trở thành thạch linh. Vâng. Người người có đạo thì giặc nào không kinh. Vâng, được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều đã chia sẻ. Vâng. Năm mới chúc anh mạnh khỏe nhá. Cảm ơn anh. Vâng. Hôm nay rất là vui được đứng anh chia sẻ dưới gốc cây khuất khỉ cầu thân của anh Tuấn Thầy Chùa. À, em cũng là một người truyền thông thôi nhưng không phải là cái gì mình biết hết được anh ạ. Hôm nay được anh nói thế em được hiểu thêm về cái thú chơi bonsai này. Thật ra thì bản thân nói về cây. Vâng. Ra có rất nhiều những cái triết lý về cây khác nhau. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, cảm ơn anh nhá. Vâng. Có cái chiều sâu. Vâng. Cảm ơn em. Đấy, Vianside tiếp tục, quý vị vừa nghe anh nói rất là hay, Vianside tiếp tục chia sẻ tiếp cho quý vị. Đây cây nữa của anh Quân Thường Tín quý vị này. Anh Quân Thường Tín đã có mặt đây rồi. Cái thước phim này Vianside chia sẻ ở đây là không phải là mang tính chất để review một cây nào cả. Và muốn chia sẻ quý vị là những tác phẩm nào đã có mặt tại triển lãm Bắc Ninh 2024 lần này, cho mọi người biết được để chúng ta đến đây chiêm ngưỡng và xem lại tác phẩm nó có thay đổi nhiều không về những cái lần mang đi chơi. Đó là cái mục đích của video bonsai là như thế thôi. À, tiếp tục đây nữa là một cây rất quý. Cây này video bonsai từng nói đây là một cây gọi là siêu phẩm của bản thân mình. Tức là mình cảm thấy rất thích cái tác phẩm này. Nên video bonsai gọi cái tác phẩm này là siêu phẩm của Bạn Quỳnh đến từ Thường Tín. À, một cây cỡ đại quý vị ạ. Một cây cỡ đại. Một cây cỡ đại. Thật sự là như vậy. Mỗi một người có duyên sở hữu được một cây đẹp nhất trong vườn, đó là một cái duyên quý vị ạ. Thì lần này bạn Quỳnh đã mang đến đây để góp vui với triển lãm Bắc Ninh 2024 lần này. Đây là một cái rất là tuyệt vời. Thay mặt những người yêu cây, cảm ơn tất cả các nhà vườn, cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức để cho anh em yêu cây cảnh các nơi để có một cái không gian chơi nữa để tới mọi người quý vị nhé. Tiếp tục Vianside đi vào trong này để chia sẻ quý vị. Em chào anh, chào em. Xin bắt tay trước đại ca tí. Vâng, chúc anh nhá. Đây là những tác phẩm tiêu biểu đây. Mời quý vị các bạn sang cái video tiếp theo để với Outside chia sẻ tiếp. Mấy cái này là mấy cây của bạn Hoan Lào Cai, quý vị ạ. Thì để anh em kê xong nữa là Vianside sẽ chia sẻ tiếp với quý vị các bạn. Thực ra là còn rất nhiều cây đang đến vì hôm nay là một ngày thứ hai nhận cây thôi. Mời quý vị các bạn tiếp tục xem bên kia để Vianside chia sẻ nhá. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.